xem đó. Đánh Đà Nẵng. Oh, hello, bây giờ là review anh em làm keo nè. Đó, còn là keo, cái nhánh keo siêu to khổng lồ. Hai chị này là không có đội nào mà làm dám nhận keo một em nữ nè. Review cái này đủ 5 phút thôi. Bà Tâm ghê, bà Tâm vlog kìa. Cái này lột dễ mà mấy cây kia lột khó à. Các anh em xem, ai chưa biết cách là đập lột để xem nha. Đó. Đây là anh Tám. Anh Tám miền Tây nè. Tám là mình nít trong trong đầu. Anh xem đó. Đánh Đà Nẵng. Oh, nó. Ở đây 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 là bà Tâm nè. Tâm này. Đừng có nhìn bà Tâm nghe. Tâm. Ôi, bà Tâm. Coi chị đi thấy còn ngày cần múp. Quay liền, quay liền anh đang ai. Anh này là gì ta? À anh. Anh này anh có chi quên mất rồi. Biệt danh anh là gì đâu. Sát chưa. Và đội keo hài hước nè. Bạn xem đây là tập thứ 2 của đội keo hài hước. Mặc dù keo rất to nhưng mà anh em làm vui vẻ. Đây, keo này là về làm giấy là chất lượng nhất này. Số 1. Cái này là toàn là cái nhánh của cây keo bao bì nè. Đấy. Cái phần gân gấp thì còn cái bao bì rồi. Hả? Đây, cái gốc nó nè. Cái này thì người ta không lột nữa, cái này để làm bao bì. Để làm sản phẩm. Làm tủ, làm giường. Oh, xem cái này, các bạn xem nha. Đấy, cái này là không lột nữa này. Cái này có lột được không? Câu. Hả? Bao bì à? Bao bì này còn mớ nè. Đợi không. Nhiều ghê đó. Mớ cái bao bì này. Bò gì? Nhớ like và ủng hộ nha. Đây, Tâm Quảng Nam. Quảng Nam, Quảng Nam. Quá cây cây đã nặng rồi mà còn cười nữa chứ. Công nhận là vui vẻ vui tính. À. Yeah.
bạn xem thì cái khu này làm hết rồi nè. Đó. Keo khu vực rất rộng. Keo này đừng có chết hết là chắc hơn ngàn tấn. Đó, chị Hiền xin chào các bạn kìa. Các bạn. Keo này to lắm các bạn ạ, à. Không có ai dám lột đâu. Chỉ có bà Tâm vừa lọc với bà Hiền luôn thôi. Siêu to khổng lồ. Bà Tâm chưa về nghỉ trưa hả? 11 giờ 20 rồi. Ăn cơm đi. Bà Tâm vì sao? Đây, bạn xem này. Wow. Còn là bao bì không? Em thì nhỏ con mà có còn này cũng keo bom. Wow, ở xem đứng ai bao bì cái này lõi không là lõi đó, thì review các bạn xem nào, em đo chưa. Gỗ bao bì không? Có đào não vậy? Đó. Đấy, không có thấy gì mà nói gì? Đó, 11 giờ mấy rồi? Có hủ à? Có đào não rồi canh ăn mà. Chưa nghỉ trưa đây. Đó, còn một giọt còn là mới. Keo bằng keo to không các bạn xem. Đây là toàn là keo bao bì không đó. Đây là 20 năm này. Mấy đội dưới kia làm chứ. Còn mấy đội dưới kia làm khu này làm 4 đội keo. 4 máy cắt. Yeah.